điện thoại đầy đủ. Khám lại nha quý vị và bỏ vào cái phần bên trên này để cuối chương trình chúng ta sẽ bốc thăm và có hai phần quà may mắn dành cho hai vị chủ nhân đến ở đến cuối chương trình quý vị. Và đặc biệt nếu như một quý vị mình ở lại đến cuối chương trình thì chúng ta nhớ nha, những là bé Loto chúng ta giữ lại phải ghi tên của mình và số điện thoại, tên của ai cũng được miễn mà là người thân người thương của mình. Và đặc biệt là cái số điện thoại, nếu như mà chúng ta được đối chiếu chúng ta phải đọc lại cái số điện thoại mình được có được trùng hợp hay là không, và nếu như không thì chúng ta sẽ được không nhận quà. Và đặc biệt ngay từ bây giờ mình là vẫn là một loại 20.000 đồng nha quý vị, cũng nhớ đầu tư liền tay mỗi người một vé. Quyền cảm thấy quý gia đình mình đã ủng hộ vé rất là nhiệt tình, chỉ vài lời chào mời thôi là chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị đến với những vòng loại tiếp theo. Và ngay từ bây giờ ai chưa mua vé đầu tư liền tay, và ai đã có vé rồi phải được chuẩn bị dân số cái gì vậy, ai vậy, ai vậy, cắt cơm cơm, cắt cơm cơm, cắt cơm 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 cơm, cắt cơm cơm, cắt cơm cơm, cắt cơm 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 cơm, cắt cơm cơm, vé 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 nhìn qua đây em thấy liền nè, nhìn qua đây liền. Rồi cuối cùng là chị muốn kéo hay là giữ? À không có, là kéo vô á cho nó thoáng mát á. Giờ kéo vô cho thoáng mát nha. Ủa kéo ra, kéo đi chị. Dáng kéo đi, kéo cho nó quắt luôn chị. Kéo. Rồi cuối cùng là kéo vô hay kéo ra? Kéo ra. Ờ. Con gái của chị nó tốt chị, chẳng những chị có vấn đề dưới nãy tiểu đường rồi mà có vấn đề ở trên nữa. Ai nó nghe nè. Toàn đưa tôi vô những cái chứng bệnh, toàn chứng bệnh nan y không mà má. Tiểu đường trong đó ung thư mẹ đi má. Tại chị dậu mà, cuộc đời chị phải tắt đèn thôi, chị hiểu không? Không có thể nào sáng được hơn được nữa. Đó, cái này là đã nói đó quý vị nha, đó. Rồi, bây giờ quý vị vào số tiếp quý vị nha, vô. Mấy chị đa này, mấy chị đa, mấy chị đi. Mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa, chị em ơi. Hôm nào sao bóng dưng mơ đổi thay, anh đã quên đi chúng ta. Ra đi ra,
chìm, bay về nơi chốn xa. Con số ba, 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 con số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Đi trên sông và một đêm trăng rằm, hai chèo mùa nhẹ thừa sông có lòng ai. Mây say em há mắt xa long lanh, mà cả dòng sông là hương lúa ngọt ngào. 36, 36, 36 gạch vô. 36, 36, 36, 36, 36, số gì đây? Mây gì đây, con số gì đây, số gì đây? Nghĩ sao nhìn mặt này mà là cô tiên hả? Người ta đang nói bên đây nè. Sao mặt này đưa ra nè, cái này là con điên. Rồi lại. Em là cô tiên làm cho anh ngắn ngơ thẳng thờ. Số 1 ơi, con số 1 đặt bò qua con số 1. Con số 1, giờ là con mấy? Con hai gì đây? Con hai gì đó, con hai gì đây, con hai gì đó. Mình vô cái mình dò dò lại cái mình là đó hiểu không, là cái lá hồi nãy nó làm nó xong rồi là cứ ngang á. Sao mất dạy vậy mày? Tao tưởng là mày đưa cái lá sạch cho tao. Không, cái lá đó đó. Nhưng mà em thắc mắc nè, là hồi nãy á, là có nghĩa là chị nói là chiếc lá khi mà chiếc lá cuối cùng rụng xuống á, chị cũng đai theo luôn, mà sao chiếc lá mất tiêu mà sao chị vẫn chưa chết? Ủa đúng rồi ha, hồi nãy quen viên cuối cùng của em đi theo bà ngoại em. Rồi sao mày đưa tao vô cửa tử hoài vậy? Số gì đây à? Mấy gì đây? Mấy gì đây? Mấy gì đây? Em nghe gì không ơi? Em có chim đó hót giang đầu hè. Em nghe gì không ơi? Em có chim đó hót.